Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị biết được những điều tốt xấu có thể xảy đến với mình trong năm 2023. Từ đó sẽ giúp quý vị có những phương án phòng tránh hoặc hạn chế được những điều không may, giúp bạn hạn chế được tối đa những hao tổn không mong muốn trong cuộc sống. Phần luận tử vi cho Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm 2023 này được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua phần luận giải này, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị tuổi Ất Sửu 1985 thấy rõ được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình trong năm này về khía cạnh như tiền tài, công danh sự nghiệp cũng như tìm duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó quý vị sẽ nắm được thiên cơ và có được những bước đi đúng đắn cho mình trong năm 2023. Đồng thời, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị những cách hóa giải về tử vi tuổi Ất Sửu trong năm 2023 để quý vị có được cuộc sống giàu sang, viên mãn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nam mệnh trong năm 2023. Vận may trong năm của gia chủ khá lớn khi được quý nhân phù trợ giúp đỡ trong công việc, tuy đôi khi vẫn gặp một số khó khăn nhưng cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Ngoài ra, gia chủ có thể sẽ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn trong năm nay, nhất là những gia đình có người lớn tuổi ốm đau, có thể tốn nhiều tiền chạy chữa bệnh nên càng phải chuẩn bị tâm lý. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Ất Sửu sinh năm 1985 nam mệnh gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thủy Diệu, vận hạn Thiên Tinh, hạn Tam Tai, gia chủ không phạm Tam Tai, hạn Hoàng Ốc, phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu, rơi vào hạn Kim Lâu. Về địa chi, Sửu gặp Mão, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và bình ổn. Xét về mối quan hệ thiên can, Ất Âm Mộc gặp Quý Âm Thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết và mất khí. Nên trong năm nay, các gia chủ Ất Sửu cần hết sức cẩn thận và chú ý trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ghen ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong năm 2023, Quý Mão, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 cần chú ý tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 18 tháng 7 đến 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Ất Sửu sinh năm 1985 nam mệnh. Trong năm 2023, nam mệnh Ất Sửu sinh năm 1985 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức Tinh Quân trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này kỵ tháng 4 và tháng 8. Hóa giải: thực hiện cúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao Thủy Diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao Thủy Diệu là vào khoảng từ 19 đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có để dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, bảy ngọn đèn hoặc nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây, phẩm oản, nước, trầu cau, muối gạo, đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải là màu đen, nếu các vật cũng có màu khác hoặc có thể sử dụng giấy đen để bọc lại rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày xong, đặt mâm lễ hướng về hướng chính bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sao này vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước.
Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm Mậy năm nay gặp hạn Thiên Tinh. Nhắc đến hạn Thiên Tinh, người xưa có câu thơ như sau: Thiên Tinh phải mắc dạ tai ngục hình, có nghĩa Thiên Tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn Thiên Tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ, người nào gặp hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào tù ngục tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào lao lý, tay bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải hạn Thiên Tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn Thiên Tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là phụ nữ mang thai cần cẩn thận việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Luận tử vi Ất Sửu sinh năm 1985, năm Mệnh, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, Ất Sửu sinh năm 1985, năm Mạng, tháng đầu năm này gia đạo bất hòa. Tháng 2, đây là tháng gia chủ có sự di chuyển, đi lại nhiều, ngoài ra cẩn thận các thương tổn tới chân tay. Tháng 3, tiền bạc người Ất Sửu, nam mạng trong tháng này có sự tiêu pha nhiều, sức khỏe kém nên chú ý. Tháng 4, tháng này công việc làm ăn của gia chủ có sự mở mang nhiều, tuy nhiên đây cũng là tháng sức khỏe gia chủ cần chú ý. Tháng 5, trong gia đạo, mâu thuẫn về quan điểm. Tháng 6, đây là tháng sức khỏe của gia chủ tốt, ngoài ra trong nhà có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 7, trong tháng này công việc làm ăn buôn bán kinh doanh của các thành viên trong gia đạo của người Ất Sửu nam mạng không được tốt. Tháng 8, nhờ được quý nhân giúp đỡ nên công việc gì có thể gặp hung hiểm nhưng sau cũng cắt lành hanh thông. Tháng 9, gia chủ đón nhiều tin vui trong tháng này, tuy nhiên sức khỏe của gia chủ trong tháng này chú ý đến đường tiêu hóa không được tốt. Tháng 10, công việc kinh doanh làm ăn của những thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 11, đây là tháng mọi việc gia chủ dự tính, kế hoạch mưu sự đều đạt được kết quả như mong muốn, trong gia đạo đón nhiều niềm vui mới. Tháng 12, tháng cuối năm, gia chủ Ất Sửu nam mạng có sự sửa sang, mua sắm lại đồ dùng trong nhà hoặc mộ phần của tổ tiên. Tổng kết tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nam mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Người tuổi này không gặp quá nhiều biến động về sự nghiệp trong năm nay, bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình rồi cố gắng hết sức vì điều đó, chớ nên nghĩ đến việc lợi dụng người này, người khác để kiếm lợi cho mình. Trong quá trình giao tiếp, bản mệnh cần phải kiên nhẫn lắng nghe hơn, chớ nên tự coi mình là nhất, gạt đi ý kiến của mọi người xung quanh. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ lo chuyện bao đồng mà vướng phải vòng lao lý. Về tài chính, tài lộc của Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ tăng lên cùng với phát triển của sự nghiệp trong năm nay. Hiệu suất vượt trội trong công việc sẽ khiến bạn nổi bật và mang lại sự thăng tiến và tăng lương. Ngoài ra, bạn sẽ tích cực phát triển công việc trong thời gian rảnh rỗi và nắm bắt một lượng kiến thức nhất định về đầu tư và quản lý tài chính. Do sự quản lý có kế hoạch của bạn, tình hình tài chính sẽ ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên đầu tư vào những lĩnh vực gian lận mà nên hành động thận trọng. Sau đó, con giáp này cũng chớ nên quá tin người, kẻo kẻ tiểu nhân sẽ thừa cơ hãm hại. Tốt nhất hãy tham khảo nhiều kênh thông tin, kiểm chứng sự thật trước khi có kế hoạch đầu tư. Về sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá ổn định. Tuy nhiên, người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 cũng cần phải chú ý gìn giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc là không đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày cần chú ý những lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và các chất kích thích khác, nếu không, không chỉ có sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng ảnh hưởng. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng cần có trang phục thích hợp. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm cần phải đeo vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chữa vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Về tình cảm gia đạo,
Xem tử vi tuổi Ất Sửu năm 2023 nam mạng về đường tình duyên cho thấy có những dấu hiệu phát triển khá tích cực, người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp. Nếu bạn chủ động hơn trong việc giữ quan hệ thì rất có thể sẽ thành đôi với đối phương. Người đã có đôi có cặp coi gia đình là động lực để cố gắng. Bạn và nửa kia luôn cổ vũ lẫn nhau, đồng thời dựa dẫm vào nhau mỗi khi vướng phải khó khăn. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.